Lời chứng của Adrian Hutado của xứ Guinea. Tôi thấy các cuộc chiến tranh trên thế giới, thiên thạch rớt xuống trái đất và tòa án trắng. Năm 2009, tôi đã bị dị tật và bại liệt kể từ khi sinh ra. Tôi đã nhận được lời hứa sẽ phục vụ Đức Chúa Trời khi còn trong bụng mẹ. Khi tôi được sinh ra, mẹ tôi rất hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng khi tôi phát hiện ra mình không thể đi được mẹ tôi lo lắng đã đưa tôi đến gặp các bác sĩ và họ nói về những vấn đề tôi gặp phải ở đốt sống tôi được lớn lên với tình yêu thương lớn lao và luôn được cha đưa tôi trên xe lăn đến nhà thờ khi tôi vẫn còn là một thiếu niên tôi đã kiên ăn và cầu nguyện xin chúa cho tôi thoát khỏi chiếc xe lăn một thiên thần của chúa xuất hiện trong phòng tôi và nói rằng tôi sẽ không thể đi lại được bởi vì chúa biết điều gì đang xảy ra trong lòng tôi ngài đã thăm dò bên trong tôi có một mong muốn thầm kín mà tôi đã giấu bố mẹ để được biết thế giới đi dự tiệc và gặp gỡ những người mới thiên thần nói nếu tôi đứng dậy khỏi chiếc xe lăn đó tôi sẽ đi chệch khỏi sự hiện diện của chúa và đi vào địa ngục linh hồn tôi rất quý giá đối với chúa và cách để được cứu rỗi là ở trên chiếc xe lăn đó thiên thần nói ân điển của đức chúa trời đủ cho ngươi sự khó khăn trong thời kỳ cuối cùng tôi đã cầu nguyện rất nhiệt thành và các giác quan của tôi đã trở nên nhạy bén khi tôi nhận ra mình đang ở bên cạnh thiên thần tôi đã bước đi hoàn hảo và thậm chí còn lơ lửng tôi hạnh phúc khi đi bên cạnh thiên thần và anh ấy đã đưa tôi lên trên những đám mây nơi tôi có thể nhìn thấy vũ trụ và con người đang đi trên trái đất một sao chổi bay qua không gian và khi đi vào bầu khí quyển của trái đất đã biến thành một ngọn đuốc lửa nó rơi xuống khu rừng gây ra đám cháy lớn phá hủy thảm thực vật tôi đã nhìn thấy trái đất trong sự hỗn loạn lớn và sự hủy diệt hoàn toàn một thiên thần đang ở trên không trung vang lên tiếng kèn và một trận đại địa chấn rung chuyển cả trái đất một số quốc gia cùng lúc đã bị tấn công sau đó một trận xét lớn đã đánh bay cây cối rừng rậm bốc cháy và nhiều loài động vật bị thiêu rụi những con vật khác chạy đến thành phố những con vật hung dữ ở trong rừng xâm chiếm các thành phố vì lửa một tia sét khác đánh vào dây điện làm cháy nhà và các thiết bị điện nhiều ngôi nhà bốc cháy giết chết hàng triệu người tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đất của một hòn đá khổng lồ rơi trên trái đất nguồn điện đã bị cắt và nỗi tuyệt vọng lớn đã bao trùm lấy người dân các công ty và ngân hàng phụ thuộc vào điện đã buộc phải ngừng hoạt động các bản tin nói về thảm họa và nhiều mạng lưới liên lạc đã bị phá hủy mạng truyền hình không hoạt động một số quốc gia đã bị ảnh hưởng bởi những tiểu hành tinh rơi từ trên trời xuống nghèo đói gia tăng các công ty phá sản và khủng hoảng tài chính gia tăng nhiều người đã phải lâm vào cảnh nợ nần vì mất trắng thị trường chứng khoán mất giá trên thị trường giá đồng euro và đồng đô la giảm chú giê xuất đưa tôi đến một nơi nào đó của thế giới đang xảy ra cuộc chiến giữa những người lính của quân đội họ chiến đấu máy bay bị bắn trúng tàu bị chìm do tên lửa một số quả bom đã được thả từ máy bay rơi xuống đất nhà cửa cửa hàng cơ sở kinh doanh trường học và xe hơi bị phá hủy do các cuộc không kích tôi không biết đó là cuộc chiến tranh nào cho dù đó là chiến tranh thế giới thứ ba hay chiến tranh thế giới thứ tư những gì tôi thấy là một cuộc chiến tàn khốc hơn những lần trước nếu tôi tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất với chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra trên trái đất đó sẽ là trò chơi trẻ con so với những gì tôi thấy trong hình ảnh tôi đã chứng kiến một cuộc tàn sát thực sự hàng triệu thi thể bị xé nát đầu sang một bên chân và tứ chi rời rạc tôi cũng thấy vũ khí hóa học được sử dụng làm bom những khẩu súng này phóng ra một loại khí chết người mà tất cả những ai hít phải khí đó đều ô nhiễm vào máu của họ giết chết hàng triệu người bom sinh học làm từ vi sinh vật gây bệnh cũng được ném xuống đất tôi nhìn thấy những con sâu nhỏ bên trong những quả bom đó và khi máy bay ném những quả bom sinh học này xuống đất vi khuẩn xâm nhập vào da người, gây ra vết thương, vết loét và các bệnh khác dẫn đến tử vong. Vi khuẩn đã ăn các cơ quan nội tạng và gây ra ung thư. Máy bay nhả khói, chứa đầy virus gây ô nhiễm cho người dân. Virus này làm tê liệt cơ thể, khiến con người ở trạng thái thực vật. Và những người không bị ô nhiễm bởi khói, không thể đến gần người bị nhiễm để không bị nhiễm virus chết người. Những vũ khí này đã gây ra sự hủy diệt hàng loạt lớn. Chúa Giêsu đưa tôi vào một phần khác của Khải tượng, nơi tôi chứng kiến những tảng băng lớn từ trên trời rơi xuống và giết chết hàng triệu người trên trái đất. Nhà cửa, xe hơi, cơ sở kinh doanh và đồn điền đã bị phá hủy bởi những tảng băng khổng lồ này. Gió cũng trở nên mạnh, gây ra các trận cuồng phong quật đổ cây cối, cột điện và phá hủy nhà cửa, kéo theo người, xe ô tô, súc vật và nhà cửa. Trái đất hỗn loạn, tất cả đều bị hủy diệt các lực lượng chính phủ đã mời nhạc trước tất cả những điều này, không biết phải làm gì. Con người đã nhận ra và thừa nhận sức mạnh hủy diệt to lớn của Thượng Đế, đấng tạo dựng trời đất. Tôi đã có một tầm nhìn khải huyền khác. Tôi thấy nắng nóng dần lên, gây ung thư da cho người. Không ai khác có thể chịu được ánh nắng mặt trời và nhiều người ở trong nhà của họ trong bồn tắm nước đá. Những người khỏa thân trên bãi biển bị bỏng da thịt ở mức độ cao da của họ bị bỏng với những vết thương lớn băng ở nam cực alaska các cực nam và bắc tan chảy và nước của các biển tăng lên vì chúng nhận được rất nhiều nước cùng với sự tan chảy những con vật ở trong cái lạnh không chịu được nóng và chết đánh giá màu trắng tuyệt vời tôi đã có hình ảnh cuối cùng về một ngai vàng trắng vĩ đại trong vũ trụ bầu trời xanh và tất cả bầu khí quyển của nó đã bị phá hủy và không còn đất để chúng ta bước lên nữa vì trái đất cũng đã bị hủy diệt. Hành tinh trái đất đã không tồn tại và hàng triệu linh hồn đã ra khỏi địa ngục và trở về cơ thể của họ. Họ đang đứng trước ngai vàng của đấng toàn năng. Người đàn ông mặc đồ trắng đó là Chúa Giêsu, người rất nghiêm túc. Một thiên sứ đứng bên cạnh ngài đã mở cuốn sách về tất cả tội lỗi của những người này tất cả mọi thứ đã được ghi lại và không có cách nào để nói dối tại phiên tòa và tất cả mọi người trong đường dây đó đều bị kết án tội lỗi của họ được phơi bày trên một tấm bạc để họ có thể tận mắt chứng kiến sự gian ác của họ con người từ thời adam đến thời tương lai đó tất cả những người ở đó đã đi ra khỏi nhà tù của họ trong địa ngục để nhận bản án và hình phạt vĩnh viễn phán quyết công bình công bình tất cả đều công nhận bọn họ đáng mặc hồ lửa và họ cúi đầu trước ngài đấng ngự trị trong sự công bình họ không còn là linh hồn và ở với cơ thể xác thịt của họ bởi vì họ đã được sống lại sau khải tượng cuối cùng này linh hồn của tôi đã trở lại trái đất tôi bối rối và mất nhiều ngày không ngủ cho đến khi đức thánh linh trấn an tôi tôi nói với nhân loại đang sống trong tội lỗi tương lai dành cho những ai không muốn được cứu khỏi những ngày trọng đại này Chúa Giêsu là phương thuốc cho bạn vẫn chưa tìm thấy sự cứu rỗi. Anh ấy muốn chữa lành tâm hồn, cảm xúc và cơ thể ốm yếu của bạn. Ngài là phương thuốc cho tội lỗi của bạn và sẽ xua đuổi mọi điều ác trong cuộc sống của bạn và giảm bớt nỗi đau. Hãy để Chúa Giêsu giải quyết vấn đề của bạn. Ngài cung cấp cho những người bị áp bức và giúp đỡ những người nghèo. Ngài là giải pháp của những người bệnh tật, thiếu thốn và bị giam cầm. Ngài gửi các nguồn lực của thiên đường khi nó thiếu hụt dưới đất. Những người có tấm lòng thiện chí đã chấp nhận thuốc này sẽ đủ cho cuộc sống của họ. Bất cứ ai từ chối phương thuốc này, bệnh tật của người đó sẽ không bao giờ qua khỏi và vết thương của người đó sẽ không lành. Bất cứ ai không chấp nhận phương thuốc này để được cứu rỗi, họ sẽ bị bệnh linh hồn và chết. Những người chế nhạo lời khai này, đối với những điều này, không có biện pháp khắc phục. Họ khước từ công việc cứu rỗi được ban tặng một cách tự do và không muốn đầu hàng. Cầu xin Chúa giê xúc ban một cơ hội cho những người đã nghe lời chứng này nếu bạn để được cứu rỗi. https manadivin com 2022